Thư ký Thường trực Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, tiến sĩ Opat Kankawinpong cho biết, Thái Lan hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus Marburg. Tuy nhiên, do số lượng du khách đến Thái Lan đang ngày càng tăng, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ theo dõi chặt chẽ khả năng lây lan của virus Marburg thông qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo ông Opat, mặc dù khách du lịch từ Guinea Xích Đạo và các nước xung quanh quốc gia này hiện không bị cấm vào Thái Lan, chính quyền Thái Lan sẽ áp dụng một số biện pháp hạn chế khi nhập cảnh đối với nhóm khách du lịch đến từ những quốc gia này. Virus Marburg đang lây lan nhanh ở khu vực Trung Phi, đặc biệt là ở Guinea Xích Đạo, với 9 trường hợp tử vong và 16 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, những người nhiễm bệnh có các triệu chứng bao gồm đau đầu dữ dội, sốt cao và tiêu chảy ra máu với tỷ lệ tử vong lên tới 88% tùy thuộc vào chủng virus và chất lượng điều trị đối với ca bệnh.